Toán học là cốt lõi của mọi khoa học. Những môn khác đều chỉ để thêm thắt mà thôi. Ở dưới đường rất là nguy hiểm. Vậy là sao? Bắt được đối tượng gián rồi. A Phi, thổi còi đuổi theo. Lên đi xe đạp, mau dừng lại. Cảnh sát điều tra. Cậu mau đuổi theo nhanh lên đi mà. Dương Cường Đại mau dừng lại. Mình biết là cậu nghe thấy. Cảnh sát điều tra, cậu còn chạy hả? Mau dừng lại đi. Nè 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 nè. Ôi trời. Cậu nhìn tôi làm gì chứ, mau chạy đi. Kỳ lạ, con người đó đâu? Bên kia, đằng trước, đuổi theo. Đứng lại. Cảnh sát điều tra. Mau. Trời ơi nè. Không ai được cử động. Cảnh sát điều tra, nam trai, nữ phải, ai đang viết chữ, mau vô tù đi. Làm gì vậy? Câu thoại này mình tập lâu lắm rồi đó. Để mình nói một chút thì có làm sao đâu. Cậu tới khách sạn tập kích coi bộ còn nhanh hơn. Chuyện gì mà gấp gáp vậy hả? Thổi còi ở trên đường, đồ chung dùng vào mục đích riêng. Đây không phải là dùng vào mục đích riêng, lần này là có chuyện khẩn cấp. Cảnh sát theo dõi lịch sử cuộc gọi của bọn buôn ma túy, nhưng mà tên tội phạm nói chuyện cố ý dùng ám hiệu. Chỉ biết là hôm nay giao dịch, nhưng mà thời gian và địa điểm chưa xác định được. Điện thoại định vị thì sao?
Vì bọn chúng quá xảo quyệt, không sử dụng điện thoại mà. Đúng vậy, vậy cậu hỏi mình làm gì? Nhưng mà mình có nghe được một đoạn ghi âm, muốn cho cậu nghe, không chừng tìm được vị trí có liên quan. Hơn nữa mình đã nghe được tên bán ma túy có tên là Hắc Quỷ, theo như mình điều tra thì có liên quan tới vụ án năm đó. Ba ơi, ba làm sao vậy ba? Ba tỉnh lại đi, ba ơi. Đây là tiếng động cơ của xe máy. Gần đó có biển báo giao thông ngay giao lộ, tiếng chuông siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi cũng có. Tiếng còi này xuất hiện một cách đột ngột. Gần đó có một trạm cứu hỏa, lúc xe cứu hỏa xuất phát thì đột ngột mở còi. Ám hiệu nhiều lần nhất là gà mái và trứng gà. Có lẽ là để chỉ tiền và ma túy. Nó kết thúc trước khi đứa bé xuất hiện. Ám hiệu là ly úp ngược. Gần đó có trường cấp 3. Thời gian là 4 giờ rưỡi tới 5 giờ chiều, địa điểm là tiệm cà phê. Ngầu quá ta. Cảm ơn cậu nha Trường Đại Đại. Cảm ơn cậu rất là nhiều. Alo, A Phi. Bây giờ cậu cần phải đi tìm à. Trên cùng một giao lộ có siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, còn coi gần đó có trạm cứu hỏa và tiệm cà phê trường cấp 3 nào hay không. Mau. Làm sao cậu biết tên Hắc Quỷ liên quan tới vụ án năm đó chứ? Tình hình cụ thể thì mình không tiết lộ, nhưng mà mình có thể nói cho cậu biết, tên Hắc Quỷ này từng qua lại với Chim Định Tuyên. Cậu xin nghỉ thiệt hả? Vì trò đồ mình đang ở trên trang web đó hay sao chứ? Không nghiêm trọng như vậy chứ. Nói cậu nghe nè, mình có thể đứng ra giải thích giùm cậu mà. Đó là do mình gửi lên chứ. Mình đã quyết định rồi. Alo. Phải. Được. Tôi biết rồi. Trước mắt có thể xác định 3 địa điểm có khả năng. Cảnh sát sẽ chia nhau đi tìm. Ê, này, mình này, cũng này đi. Bắt tội phạm giao cho người có chuyên môn, có được không? Cậu cứ chờ ở đây đi, chờ tin của mình. Đừng có manh động nha. Chờ mình đó. Hả? Ngoan. Alo, đúng. Vậy giờ cậu qua chở tôi đi ha. Được rồi. Mình đâu có chờ cậu. Chụp được chứ vậy? Rốt cuộc Hắc Quỷ là vậy? Cậu có chắc là ở đây không? Hai địa điểm còn lại cậu xác nhận chưa? Một cái là nhà hàng gần đây đóng cửa, địa điểm còn lại là tiệm cà phê. Được rồi. Cậu chụp hết tất cả khách hàng bên này cho tôi đi, gửi cho máy tính bảng đi. Được. Anh Cường Đại, sao cậu lại ở đây? Tình hình sao rồi? Mình nói với cậu rồi, chuyện này cứ giao anh cho đội chuyên nghiệp làm đi mà. Rốt cuộc ai là Hắc Quỷ? Người đàn ông khoảng 40 tuổi, chắc là đi một mình nên mới gọi một ly cà phê. Cô Tôn. Cô Tôn à, miếng ngọc thì này của cô là hàng thật. Cầm lên có cảm giác rất dễ chịu, màu sắc tự nhiên. Nếu như gặp được nhà sưu tầm có tâm thật sự, tôi tin cũng phải 10.000 đô la đó. Cô quả nhiên là chuyên gia giám định đồ cổ, có tài đó. Vậy giờ tôi sẽ cho cô coi thứ còn lợi hại hơn nữa. Cái này hả? Chính lão già kia nói với tôi là mất 1.350.000 để mua. Nè, cô coi giùm tôi đi. Được. Sao hả? Có vấn đề gì không? Cô Tôn nè, tôi buộc phải nói thiệt với cô. Cái dòng ngọc này chất lượng có chút vấn đề, đẳng cấp không được cao lắm. Không thể nào. Nè, cô coi lại lần nữa đi. Chắc chắn là cô nhầm lẫn rồi ha. Coi lại đi. Vậy để tôi coi kỹ lại lần nữa nha.
A Phi. Hả? Lãng đó, hắn chỉ là hát quỷ. Được, mau hành động đi, được cái gì mà được. Các tổ chú ý, bắt đầu hành động. Đường hả? Bộ đuôi hay sao? Ly cà phê bị đổ thì tính sao đây? Anh ra này bộ không có mắt hay sao vậy? Hả? Anh không biết xin lỗi hay sao? Hình như không phải. Hả? Con người anh đúng là mất lịch sự quá đi. Nếu làm hư hỏng đồ trên bàn anh có đền nổi không? Nhìn bộ dạng thì lén la lén lút. Nguy hiểm. Thế giới điện ảnh cuốn theo chiều gió. Dương Ngọc, cậu Bê, đưa nghi phạm về đi. Dạ. Tiểu Thiết, hát quỷ đâu rồi? Chạy rồi, nhưng mà A Phi đã đuổi theo. Hôm nay nhưng mà thật sự là... Vậy? Anh làm bể dòng ngọc, anh phải chịu trách nhiệm. Cho tôi một ly cà phê đi. Tôi làm bể dòng ngọc của cô. Đúng vậy. Cô Hai à, nếu không có tôi ra tay cứu cô thì bây giờ cô đã vô bệnh viện rồi. Cô phải cảm ơn tôi mới đúng chứ, chứ không phải là tìm kẻ gánh tội thay được chưa? Lúc nãy nếu anh không lao qua cứu tôi đã chụp được cái dòng rồi. Nó sẽ không bị bể, cho nên anh phải chịu một nửa trách nhiệm. Cô là tập đoàn lừa đảo hả? Tôi... Trời ơi cô Hai, lúc nãy tôi chỉ kéo người cô, từ đầu tới cuối đều không đụng tới cái dòng ngọc. Chuyện này không có gì đáng thương lượng hết. Bây giờ tôi đang vội. Anh... Ê, cô không được đi. Cô đền cho tôi sao đây? Anh đền cho tôi sao đây? Được rồi, đừng lôi kéo nữa, đừng lôi kéo nữa. Không hay đâu. Về cục rồi nói. Anh là ai? Kiểm sát viên Thiếu Bất Phạm. Tôi phải kiện cô ta quỷ hoại. Về cục rồi kiện. Đi. Rốt cuộc anh có nói không hả? Trời ơi cảnh sát ơi, chuyện gì tôi biết tôi cũng đã nói hết rồi. Tôi không có quen hát quỷ bạch quỷ gì hết đó. Tôi cũng tổn thất nghiêm trọng mà. Có thể xin được bồi thường không? Bồi thường cái đầu anh đó. Trời ơi, gì kỳ á. Cô Tôn, tôi không có nói là không đền, nhưng mà anh chàng này cũng phải chịu một nửa trách nhiệm chứ. Hơn nữa nha, miếng ngọc này của cô tuy là hàng loại A, nhưng về đẳng cấp chất lượng không tới mức 1.350.000. Cô nói cái gì vậy hả? Anh kiểm sát, anh phán xét giùm tôi đi. Cô ta làm bể miếng ngọc của tôi, bây giờ còn nói châm biếm tôi nữa. Còn thiên lý hay không vậy? Cô vậy Tôn, tôi đâu có châm biếm cô. Tôi nói là sự thật, chất lượng của cái dòng này rõ ràng là có vấn đề mà. Còn tỏ vẻ ngầu cái gì nè? Sao vậy nè? Về mặt này chúng tôi có thể xử lý được. Về miếng ngọc này thì tôi cảm thấy cô nói rất là có lý. Tôi cảm thấy là anh chàng này cũng cần chịu trách nhiệm gì đó ha. Nói gì đi chứ. Cô Tôn à, thật ra miếng ngọc này là thiệt hay giả cô có thể giao cho bên thứ ba giám định, không cần phải làm lớn chuyện ra mà, có phải không? Hai người đúng là cặp uyên ương đạo tặc. Tôi không bị hai người hù dọa đâu. Tôi cứ thích làm to chuyện vậy đó. Được, vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Hai bàn tay của cô ngoài hai ngón tay cái ra thì tám ngón tay còn lại đều có vết đeo nhẫn hoặc là đậm hoặc là nhạt. Chứng tỏ bình thường cô rất hay đổi nhẫn, vì đi với những người khác nhau nên phải đeo những chiếc nhẫn khác nhau. Nhưng mà hôm nay cô mang túi xách hàng hiệu, một cái cũng khoảng 100.000, nhưng mà chân lại mang một đôi giày rất bình thường, hơn nữa có vẻ đã mang rất lâu rồi. Bởi vì cô biết hôm nay chỉ cần đi gặp cô Uông xong là về, không còn cuộc hẹn nào khác nữa, cho nên cô chỉ đem theo túi xách mắc tiền nhìn thấy được, còn thứ khác thì mặc kệ. Anh nói mấy thứ vô dụng này làm gì? Trong nhà cô có rất nhiều đồ hàng hiệu mắc tiền, đồng thời cũng có rất nhiều đồ bình dân giá rẻ. Bởi vì có lúc cô phải giả bộ nghèo để dòi dĩnh tiền đàn ông.
Hơn nữa có người tặng cô vòng ngọc giá trị cả triệu, cô lại đem đi giám định như vậy, chứng tỏ cái cô nhận được không phải là tấm lòng mà là tiền bạc. Nè, kiểm sát viên. Có. Xin hỏi tôi phải nghe anh ta nói nhảm tới khi nào nữa hả? Cô Tôn, mà tôi khuyên cô đừng làm lớn chuyện nữa. Thật ra ở trong cục cảnh sát có rất nhiều phóng viên, nếu như đồn ra ngoài thì cũng không tốt cho cô đâu. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng thôi. Rất tốt. Ở đây có một người là nhà giám định cô mời tới, phiền cô giám định cái vòng ngọc này đáng giá bao nhiêu. Đây đúng là ngọc miếng điện tự nhiên, nhưng nó có tỷ giá, chỉ đáng giá 200 ngàn. Cái gì? Hơn nữa là trước khi bị bể. Vậy thì 200 ngàn cô Tôn có vấn đề gì hay không? Nè, anh đang giỡn với tôi đó hả? Nếu số tiền bồi thường không thỏa đáng thì tôi đề nghị hay là đưa cái này cho bên thứ ba giám định đi ha. Nhưng mà dạo gần đây trên mạng có nhiều thông tin, tôi cảm thấy các người ăn hiếp người quá đáng. Được rồi, vậy thì 500 ngàn, 200 ngàn, 400 ngàn, 300 ngàn, 200 ngàn. Nếu không được 200 ngàn tôi sẽ chết ở đây. Hả? Vậy thì 200 ngàn. Được rồi, vui cả làng. Nè, biên bản thỏa thuận. Mọi người hòa khí sinh tài mà, đừng nóng nảy gì mà, được chứ hả? Nào 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 nào, ký tên. Afia pha trà đi. Nè, cô là bên A, còn cô là bên B ha. Ký đi, ký đi. Đây. Coi như tôi xui xẻo. Ơ, về rồi hả? Còn ly trà cô chưa uống mà. Nè, Afia không cần pha trà nữa. Đúng là xui xẻo mà. Anh kiểm sát, anh phải làm chủ cho tôi đó. Anh này cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Dòng ngọc bị bể là chuyện thuộc về xác suất, tại sao tôi phải chịu một nửa trách nhiệm chứ? Anh... Thôi được rồi, cô nè, chuyện này á cứ giao cho tôi giải quyết đi. Anh Dương à, tôi cảm thấy là anh có chuyện gì vậy Tiểu Phạm? Kêu mình là kiểm sát viên đi. Đúng là lúc đó cậu lao qua cứu cô Uông đây, làm bể cái vòng ngọc này, cho nên cô Uông hoàn toàn có quyền yêu cầu cậu chịu trách nhiệm theo tỷ lệ. Chịu trách nhiệm theo tỷ lệ. Ừ. Theo như tính toán của tôi, cho dù lúc đầu tôi không lao qua đó thì xác suất cô chụp được cái vòng chắc chắn thấp hơn 10%. Giỏi tính như vậy, sao không đi làm thầy bói đi? Ít nhất cậu cũng phải chịu 10% chứ, người ta là phụ nữ mà. Lúc nãy tôi đã giúp cô trả giá từ 1.350.000 xuống còn 200 ngàn, tiết kiệm giùm cô 86%, bỏ xa cái 10% kia rồi. Vậy sao? Tôi tính cái đã. Cái này mà cậu cũng phải tính sao? Cậu đăng bậy bạ lên trang web của mình, mình còn chưa tính sổ với cậu đó. Cường Đại. Ủa, người đâu rồi? Thầy Dương ơi, câu này khó quá đi, chịu thua. Đến cả giáo viên dạy thêm của em cũng không biết, khoa trương thiệt đó. Có lớp dạy thêm nào mà giải ra được, thầy sẽ tới đó dạy liền luôn và lập tức. Khi nào có tin của hắc quỷ thì tìm mình. Nè nè nè, chuyện này còn chưa giải quyết, anh đi đâu vậy? Ê, anh kiểm sát, sao anh ta không chịu trách nhiệm đi? Thật ra thì chuyện này không có quan hệ nhân quả trực tiếp với cậu ta đâu, không giữ cậu ta được. Vậy cũng không thể nào cho anh ta về được. Chuyện này 200 ngàn lận đó. Thật ra chúng tôi là bạn học kim bạn thân đã nhiều năm rồi, lễ chung với nhau, tôi sẽ khuyên cậu ta ha. Thôi được, vậy đành phải nhờ anh thôi anh kiểm sát. Gọi tôi là Thiết Bất Phàm đi. Bình thường kêu tôi là anh Tiểu Thiết cũng được. Qua 12 giờ kêu tôi Thiết. Trung tâm phụ đạo Trường Thái, chủ nhiệm Trương Trường Thái. Nữ nữ, nào. Sao chân của ông bị thương vậy? Ê, dao quẹt chút thôi, không sao không sao. Nè, cậu coi. Giáo sư Dương, đoạn clip này có thể chứng minh là do học sinh của Trường Thái chúng tôi giải ra được đó. Đoạn clip này vừa được post lên, toàn giới phụ đạo ai cũng chia sẻ như điên, ai cũng chúc mừng tôi tìm được một danh sư. Không không không, đại sư. Cả ngày điện thoại gọi tới không ngừng luôn á. Cậu học sinh này lại? Học sinh? Tôi không biết cậu ta là ai hết. Cậu ta cố ý không lộ mặt mà. Nhưng mà nếu giáo sư Dương có thể tới chỗ tôi giảng dạy thì chắc có thể tìm ra được cậu ta đó.
Tôi thấy rất có hứng thú với cậu học sinh này. Vậy sao? Ông yên tâm đi, lời hứa trên mạng tôi sẽ thực hiện được. Vậy thì tốt quá, cậu có thể dạy lớp luyện thi cấp tốc được không? Nhưng mà tôi sẽ chỉ dạy một học kỳ thôi. Hả? Ai trời. Giáo sư Dương à, cậu yên tâm, tiền lương của cậu á, tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Mới bắt đầu đừng nói chết như vậy chứ. Lời nói ra thì đâu có phân biệt sống chết được. Lời đã nói ra chỉ có làm được với không làm được thôi. Phải. Giáo sư Dương nói rất đúng. Chuyện này chỉ có yes hay no thôi. Đây không phải là trường đại học, tôi cũng không tới để diễn thuyết. Phiền ông đừng gọi tôi là giáo sư nữa được không? Vậy thầy Dương. Nụ, đem cái kia tới đi, cô biết đó. Đương nhiên là tôi biết. Dương Cường Đại, giáo viên dạy toán xuất sắc nhất. In như vậy, hay đó chứ. Lương mong muốn phải nâng lên một chút mới được. Đây không phải anh chàng kia sao? Giáo viên dạy toán giỏi nhất hành tinh đang chiêu sinh, Dương Cường Đại. Cái tên gì mà kỳ cục quá rồi. Chủ nhân dạy Phelps Đài Loan, giáo sư toán học trường đại học, từ chối lời mời làm nghiên cứu viên cho viện nghiên cứu toán học, bất ngờ gia nhập trường Thái. Thì ra là giáo viên lớp phụ đạo. Tự hạ thấp mình tới mức độ này, còn là một tên nhỏ mọn vô trách nhiệm nữa. Anh chết chắc rồi. Cường Đại Đại, ra ăn khuya đi nè. Mình đem đồ ăn khuya về cho cậu nè. Đại Đại ơi. Quy đây thật quái ra rồi hả? Cậu đúng là lợi hại thiệt ha. Không ngờ ngày nào cũng ăn của tiệm này. Thích ăn khác với ngày nào cũng ăn nha. Cậu dùng từ cho chính xác một chút có được không? Nhưng nói chuyện gì cũng phải chính xác, phải tính xác suất. Mệt lắm đó. Chính xác có thể làm giảm đáng kể xác suất thất bại. Hơn nữa còn có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng. Quay lại câu chuyện trước đi. Có tin của hắc quỷ hay chưa? Thật đáng tiếc, đối tượng giao dịch mình bắt được, hắn ta thật sự không quen với hắc quỷ. Hơn nữa bọn chúng chỉ là giao dịch đơn thuần thôi. Manh mối đi đứt rồi. Được rồi, bớt trưng bộ mặt này ra giùm đi. Cầm lên được phải bỏ xuống được. Đừng suy nghĩ gì vụ án đó nữa. Để lấy gì cho cậu uống ha? Cả đời mình cầm lên được mà không bỏ xuống được, chỉ có đũa thôi. Nè, đại thực quái, uống nước ép cho hạ quả đi. Đại thực quái ăn sạch đồ khuya luôn. Kiểm sát viên, manh mối này làm phiền cậu rồi. Ăn khuya mà cũng chờ ai sao? Tôi không có chờ đâu. Tìm manh mối đi. Tìm manh mối? Tìm gì? Giáo viên xuất sắc giàu kinh nghiệm, trung tâm phụ đạo trường Thái, đội ngũ ưu tú, phụ đạo toàn diện. Xin lỗi cô, tôi muốn tìm Dương Cường Đại. Muốn nghe giảng phải xuống xếp hàng. Tôi không phải học sinh cấp 3. Đương nhiên là tôi biết rồi, nhưng phụ huynh học sinh cũng vậy thôi. Xếp hàng đăng ký, tối mới nghe giảng. Buổi tối mới nghe giảng? Nhưng giờ ở dưới xếp hàng ra tới ngoài đường luôn rồi đó. Đương nhiên là tôi biết rồi, thầy Dương Cường Đại là giáo viên toán nổi tiếng, phải bỏ nhiều tiền mới mời về được. Người ngoài có lẽ không biết đâu, nhưng anh ấy là người rất nổi tiếng trong giới toán học đó.
Ồ, vậy hả? Làm sao đây? Còn phải chờ tới tối, hay là nhờ anh kiểm sát kia? Ê, nhưng mà anh chàng kiểm sát đó cũng kỳ cục lắm. Thôi cứ chờ tới tối rồi tìm Dương Cường Đại. Nè Nữ Nữ, chuẩn bị thêm phiếu đăng ký đi, chút nữa nhiều người đến đăng ký lắm đó. Được rồi ông chủ, cho ông đang bị đau, cẩn thận chứ. Nè, cái gì? Tôi chỉ đau một bên chân thôi, mấy cái khác còn tốt lắm đó. Hả? Thiệt là một bức tranh rất có khí chất đúng không? Phải đó. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy bức tranh này, tôi cũng như cô bây giờ, trong lòng tự nhiên dâng lên một nỗi cảm động. Lúc đó tôi liền quyết định cho dù nó có giá bao nhiêu tôi cũng phải mua cho bằng được. Hơn nữa cô coi, đây là bút tích thiệt, đáng cái giá này, đáng để đầu tư. Đây là tác phẩm vẽ mô phỏng. Mô phỏng? Nhưng chắc chắn không phải hàng giả, bởi vì tác giả vẽ mô phỏng này đã giữ được thần thái của không mình. Không phải. Điểm này có thể nhận ra ở một vài nét vẽ. Nhưng mà nó, cô chắc chắn là mô phỏng chứ? Ba ơi, ba đang vẽ cái gì vậy? Tiểu Di, ba đang cố gắng hiểu tâm trạng của họa sĩ rồi vẽ lại theo nét vẽ của mình. Như vậy thì có thể giao tiếp tâm linh được với người xưa đó. Con biết không? Cho nên nếu thoạt nhìn sẽ tưởng là bút tích thiệt, nhưng thật ra trong chi tiết của họa sĩ vẽ phỏng theo giữ lại phong cách vẽ tranh của mình. Mang đi cho người giám định là có thể biết ngay thôi. Tôi mua trúng hàng giả. Tôi còn treo trước cửa. Tôi Nó không phải là đồ giả. Nó có thể nói chuyện với ông. Ông có thể giao tiếp tâm linh với nó và thấy cảm động. Những thứ này đều là thật. Đây mới là điều quan trọng nhất. Ồ, cô gái ngốc này nói đến mức này, cô ta thích như vậy, nói không chừng có thể bán lại cho cô ta với giá cao. Ông chủ, giáo viên nghệ sĩ mới báo hôm nay không tới nữa. Không tới nữa? Tại sao vậy? Cô ấy bị bên phụ đạo thế giới lôi kéo rồi. Cái gì? Đáng lẽ hôm nay có Dương Cường Đại gia nhập, văn, anh, toán, xã hội tự nhiên, trọn bộ đầy đủ hết rồi. Bây giờ lại nói thiếu mất một môn là sao vậy hả? Thiếu mất một môn là sao? Ơi, đáng ghét, đúng là cái tên thất đức bỉ ổi Lý Đại Thế mà. Ê, không cần. Có phải đó đang nói xấu tôi hay không? Vậy phải làm sao đây? Được rồi, để tôi suy nghĩ đã. Để tôi suy nghĩ đã, có được không? Trời ơi, không lẽ đây là do ông trời sắp đặt cơ hội làm gì sao? Ông chủ là tri âm của ba, còn có thể tiếp cận Dương Cường Đại tính sổ. Anh ta không chịu trách nhiệm thì năn nỉ ông chủ trực tiếp trừ tiền lương của anh ta. Ông chủ xin lỗi nha, làm phiền chút. Tôi vẫn chưa tự giới thiệu bản thân. Tôi tên là Uông Tường Di. Thật là trùng hợp, tôi vốn xuất thân là một nhân viên dạy sự cấp 3. Đương nhiên địa lý tôi cũng dạy được. Ủa? Trước đó tôi đã từng dạy cấp 3, nghiêm túc và yêu nghề giáo, nhận được đánh giá tốt của toàn trường và toàn thể học sinh. Nhất là các em học sinh, các em ấy thật sự rất dễ thương. Trong giờ học các em phát biểu, khi tôi chấm bài của các em lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Sau giờ học các em còn vây quanh tôi để nêu câu hỏi. Thành tích thi cử của các em đương nhiên cũng rất lý tưởng. Nhưng môi trường như vậy thật quá an nhàn. Tôi mong được dạy trong những lớp mang tính cạnh tranh khốc liệt, phát huy sở trường. Không ngờ lại trùng hợp tới vậy. Các anh cũng đang tìm giáo viên sử địa. Nếu như các anh cảm thấy tôi phù hợp, tôi thật sự rất muốn nắm bắt cơ hội này. Trời ơi,
Không lẽ đây là cơ hội xuất hàng mà ông trời sắp đặt cho mình sao? Cô ta thế vô chỗ, đồng thời mình bán được tranh giả cho cô ta. Nếu như cô ta không có tiền, mình có thể trừ lương cô ta để khấn trừ. Chính là cô được nhận rồi. Có thiệt không? Đúng vậy, chúc mừng cô. Cô chuẩn bị đi, tối nay có buổi giải thử đó. Nếu được, đem hình cô ấy dán lên poster đi. Đương nhiên là tôi biết, cô Uông vui lòng cung cấp hình. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Cố lên, cố lên. Cậu chắc chắn là Dương Cường Đại sẽ đi qua đây đó chứ? Dạ, nguồn tin này rất đáng tin cậy. Hey, tới rồi, tới rồi. Mời bên này. Cảm ơn. Mời tham khảo Trung tâm Phụ đạo Thế giới. Dạ. Trung tâm Phụ đạo Thế giới. Ê. Rốt cuộc cậu có biết làm hay không vậy? Dạ. Tôi dạy cậu nè. Xin chào, tôi là Lý Đại Thế bên Phụ đạo Thế giới. Chặn ngay trước mặt được chưa? Hay quá, mình nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này. Cẩn thận. Xin lỗi nha, tôi đang vội lắm. Không có gì. Văn phòng kiểm sát viên báo cáo. Đối tượng giao dịch tên là hắc quỷ kia, xem ra hắn ta thật sự không biết hắc quỷ đang ở chỗ nào. Tôi nghĩ cũng đúng thôi, hắc quỷ cẩn thận như vậy lại còn xảo quyệt, đâu dễ bắt. Nhưng mà còn một kẻ rất đáng nghi nữa, có cần canh chừng không? Ôi trời ơi, tướng cậu chỉ biết tỏ vẻ cool thôi chứ ai dè cũng có ngày khai thông, còn chủ động theo dõi kẻ tình nghi đi chứ. Ê, không uổng công tôi dạy dỗ cậu. Người đó là ai? Manh mối đang ở trong kia. Cái này, coi xong mấy tấm hình này, tôi suy nghĩ kỹ lại. Cô Tường Di ngồi kế bên bàn của hắc quỷ, còn tên hắc quỷ bằng ai không lật lại đi lật bàn của cô Tường Di này. Tôi cảm thấy cô Tường Di chắc chắn biết chút ít manh mối. Tôi nhìn cậu luôn miệng nhắc tới tên cô Tường Di làm tôi thấy rất không thoải mái. Cậu đi làm nhiệm vụ hay là đi tán gái gì hả? Ý anh là sao? Ý tôi là sao? Hơn nữa còn thiếu một tấm đặc tả mí môi, cái tấm dễ thương nhất á. Ý anh là sao? Bị cậu đem giấu rồi, giao ra đây. Anh hai, tôi không có mà. Cậu không có chứ gì? Không có. Nếu như tôi lục được là cậu chết chắc đó nha. Tôi nhớ. Rốt cuộc hình như là do tôi rửa, cho nên nếu như anh cần thì tôi rửa anh đi mà rửa. Thôi, đưa đây, đưa đây, mới lên thôi. Giấu hả? Đây đây, giấu. Xin hỏi anh cần gì nữa không? Một phần bánh mì sandwich kẹp thịt nguội, một ly lục trà. Là thầy Dương Cường Đại kìa. Có tiếng của thầy Dương Cường Đại đó. Vậy mình gọi đồ ăn trước có được không? Đúng vậy, hơn nữa thầy ấy đẹp trai nữa. Thưa anh, bánh mì sandwich kẹp thịt nguội của anh xong rồi. Cảm ơn, chúc anh ngon miệng. Giáo sư Dương tạm biệt. Hot boy độc thân, giáo sư Dương đẹp trai quá. Vậy hả? Giáo sư Dương và thầy Dương cũng đều là dạy toán thôi mà. Bất kể là dạy ở đâu, năng lượng mạnh mẽ đều tới từ việc ăn uống đầy đủ. Có lẽ dũng khí cũng chính là dám thử những chuyện mà bản thân chưa từng làm. Còn cô tối nay có tới nghe giảng bên lớp của thầy Dương Cường Đại không? Có chứ, con của tôi đang rất mong chờ tới tiết của thầy Dương đó. Thầy ấy thật sự rất là xuất sắc. Đúng vậy, nghe nói phải xếp hàng lâu lắm. Phải đó. Cô Uông mời đi bên này. Phòng học rộng thiệt đó. Chào mừng danh sư sử địa Uông Tường Di. Uông Tường Di. Ông chủ Nghiêm đúng là bá nhà của mình. Mình nhất định sẽ cố gắng. Thì
Khoa trương quá đi. Nè, cô nhìn coi đi, cô ghi gì vậy? Mới tới được đãi ngộ như vậy, có cần thiết phải vậy không? Bây giờ ông ta coi mình như không khí vậy. Coi như không khí, không khí thì không có gì đúng không? Cô thấy sao? Anh sợ gì chứ, có thực lực không sợ bị so sánh. Câu nói này của cô mới đúng là người nói nè. Có lúc tôi cảm thấy con người của ông Niêm thiệt. Ê, là... Mau lên, thầy Dương Cường Đại sắp tới rồi đó. Tất cả chúng ta cùng chào mừng đồng nghiệp mới có được không nào? Nào Tiểu Đức, đi thôi. Ông Niêm mà chúng ta quen nhau nhiều năm rồi. Người đàn ông sức mạnh mới có thể tạo ra khí thế đó. Anh Quách đâu, chạy đâu rồi? Mau tìm anh ta đi, đi thôi. Ông Niêm mà tôi cảm thấy giáo viên mới thực ra thì... Alo. Đúng vậy. Có. Đặt 100 cái. 100 cái bánh táo. Đúng. Học sinh nè, rồi phụ huynh cũng tới rồi. Cô mau lên, còn nước uống nữa. Uống nước cũng phải mang lên. Xin chào các em học sinh. Chào mừng các em tới buổi học này. Vậy bây giờ cô xin được tự giới thiệu một chút. Cô tên là Uông Tường Di. Uông trong tiếng cún con Uông Uông. Tường Di là đá hoa Tường Di xinh đẹp. Vậy à... Ê à, làm cái trò gì vậy trời? Mau xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xuống đi. Ê trời ơi, cẩn thận, đừng có làm dơ đó. Tấm thảm đỏ kia kìa. Thảm đỏ. Ê, trời ơi, cái đó trên bảng vẽ cái gì? Nam tống bắc tống, nữ nữ. Ê, mau xóa sạch cái bảng đi, cô nhầm lẫn rồi. Cô Uông không phải dạy phòng học này. Sao cô lại nhầm lẫn như vậy hả? Ông chủ, có chuyện gì xin vậy? Lỗi, lớp nghe giảng lịch sử không nhiều người như vậy đâu. Cho nên cô không cần sử dụng phòng học này đâu. Nhưng mà tôi biết rồi, còn... Nữ, để đó tôi lao bảng cho. Còn cô, đưa cô Uông qua phòng bên cạnh đi, có được không? Đương nhiên là tôi biết rồi. Cô Uông mà đi bên này. Tôi, hả? Được rồi, bắt đầu ha, bắt đầu. Được, chờ thêm chút nữa, để tôi xóa bảng. Cô ơi. Hả? Con có thể dạy nhanh lên không? Bởi vì chút nữa em muốn qua bên lớp toán coi còn chỗ hay không. Lớp toán hả? Em cũng vậy, vì lớp toán hết chỗ rồi. Được. Phòng học này hơi nhỏ, vậy cô cứ giảng bình thường là được. Hình như có hơi ngượng ngùng. Không sao, cô sẽ kể chuyện cười cho các em nghe trước. Đài Loan có gấu đen, Tứ Xuyên có gấu trúc. Vậy xin hỏi bệnh viện có gấu gì? Vậy cô sẽ giải đáp nha. Đáp án chính là thần kinh không bình thường. Các em không cảm thấy rất mắc cười sao? Uông Tường Di, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên. Sau này mày nhất định sẽ có một ngày tốt hơn. Cùng lắm thì đổi chuyện cười khác. Cố lên. Thầy tới rồi kìa. Thầy đâu? Các em học sinh, thầy Dương Cường Đại. Tôi là Dương Cường Đại. Các em đã chuẩn bị xong chưa? Để tôi vô nữa. Ngày hôm nay chúng ta có... Mời các bạn tiếp tục theo dõi bất ngờ sau khi hết phim. Cô Tường Di. Nào, Tập trung, tốt lắm. Thiên lô
心没办法想开一点吧 Come on 没人会比我清楚关上耳朵让在意模糊谁说孤单必定怕孤独、yeah、我相信我可以直到心碎